xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Địa bàn mình đến hôm nay giao lưu là đường Võ Văn Kiệt, phố Cần Thơ, với những cái phôi mai đầu năm mới. Thì mời các bạn giao lưu, xin mời. Rồi, chào Đông ơi. Chào anh Hòa. Rồi. Thì hôm nay cũng là vào dịp khai trương đầu năm, là ngày 2 tháng 2 tại nhà mùng 9 mình. Thì cũng chúc sức khỏe các chú, các bác và anh chị em bước sang năm mới, làm ăn thì phát tài, sức khỏe thì dồi dào, làm gì được nấy. Rồi, ok. Được theo như ước nguyện. Rồi. Thì cũng cây số 1. Rồi, hôm nay giao lưu hôm nay đầu năm á. Dạ, đầu năm. Rồi, ok. Rồi, tròn vòng luôn, xin tròn vòng luôn. Số 1 là hôm nay xù nghe chứ, các chú, các bác và anh chị em. Rồi, chín chuồng trăm nghe các chú bác cho anh chị em. Xoay luôn. Những rẻ nó có những cục bú nha bà con. Đây là cục bú luôn, đây bú cũng nhiều đây. Đó, đây là cục bú, đây bú. Đó, đây cũng bú nè, nổ bú nhiều nghe bà con. Đây cũng là cục bú luôn. Rồi, nghe cái tay chỉ ha. Dạ, đây cục bú luôn, bú nó nhiều nghe bà con. Mai xù mà rẻ nó là xù trứng hết nghe bà con. Toàn bộ là trứng nha bà con. Xù mấy nơi xù ở trên xù 90%, dưới đế thì có 9, khoảng 30% nha bà con. Rồi, thông số của em. Bốn mươi bà con ơi. Rồi, ok. Chiều cao, tổng chiều cao là 44 bà con ơi. Rồi, ok. Diện tích bầu là 45 nha bà con. 45 vô chỗ 6 giường bà con. Rồi, giá của số 1. Số 1 giao lưu bà con giá 15 triệu. Rồi, 15 triệu coi mai xù. Coi mai xù. Ok. Số 1 có giá 15 triệu. Rồi, đổi luôn. Số 2. Số 2. Bà 2 tháng 1 rồi, xin tròn vòng luôn, xoay luôn. Để nôm nha bà con. Để nôm. Tròn vòng luôn mấy anh ơi. Rồi, thông số của số 2 luôn. 30 hoành thân bà con ơi. Rồi, 30 cao luôn, tổng chiều cao là 1m bà con ơi. 1m chẳng luôn, giót đọt là 16 bà con. 16 rồi, xoay luôn. Đế nôm nha bà con. Đế nôm, cái củ đế nó nở hết nha bà con. Cây này có giá 3.500.000. Rồi, 3 triệu phí ship miễn phí ha. Số điện thoại em là 0984307139, bao ship toàn quốc. Bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi, đổi luôn. Rồi, số 2, số 3. Số 3. Số 3. Ngày 2 tháng 1. Số điện thoại em là 0984 307 139. Rồi, tròn vòng luôn. Cây này mình tạo bonsai lùng lực nha bà con. Đế gắt, cụ đế gắt nở bà con. Những cây này nó có búp xù hết nha bà con. Có búp xù luôn. Đó, những có búp xù hết nha bà con. Đây. Rồi, nghe ta chỉ luôn. Ba mươi mốt hoành thân bà con ơi. Rồi, ok. Cao luôn. Tổng chiều cao là 4 tấc 1. 4 tấc 1. Rồi, tổng cái củ đế nở là 90 bà con ơi. 90. Rồi, ok. Cây này có giá 4 triệu bà con ơi. Mã số 3. Mã số 3 4 triệu mấy anh ơi. Rồi, đổi luôn. Rồi, số 4 mấy anh ơi. Mã số 4. Số 4.
số 4 đến nôm điều không bà con? Hoành thân 27 bà con ơi. Rồi, ok. Cao. Tổng chiều cao 40. Cao 40 rồi. Cây này vô cho 5 nha bà con. Số 5. 5 tấc. Có giá 1 triệu 100 bà con ơi, mã số 4. Rồi, 1 triệu 100 ngàn mấy anh ơi, rồi đổi luôn. Rồi, nắm lên. Mã số 5. Số 5 mấy anh ơi. Số 5. Mã số 5 ngày 2 tháng 1. Cây này do chủ nhà người ta cắt cái tường hơi thấp nha bà con, nhưng mà vẫn còn được, vẫn còn ghép đây mình cho ở đây chi được. Đây, ra đây chi được, cây này làm siêu hồi đầu nha bà con. Tại nó có dáng thế siêu hồi đầu nha bà con. Mã số 5 nha mấy anh. Mã số 5. Mã số 5. Hoành thân 26 bà con. Rồi, 26. Cao. Chiều cao 46. Tại nó có cái giọng đế mình làm nhắn siêu được các bà con. Thì khi về mình làm hơi siêu siêu chút được. Cây này có giá 1 triệu 500 ngàn, mã số 5. Số 5 anh ơi. Mã số 5. 1 triệu 500 miễn phí ship. Rồi, đổi luôn. Rồi, sáng lên. Mã số 6. Mã số 6. Ngày 2 tháng 1 bà con. Số 6 mấy anh ơi. Số điện thoại là 0984307139 bà con. Mã số 6. Mã số 6. Hoành thân 26. Rồi, ok. Chiều cao. Chiều cao 79. Chiều cao 79. Rồi, giá luôn. Giá cây này 900 bà con ơi. Mã 900 ngàn, mã số 6 nha mấy anh. 900. Rồi, đổi luôn. Rồi, bảy lên. Mã số 7. Mã số 7. Toàn bộ cây này là đế đều hết nha bà con. Cây nào đế cũng đều hết nha bà con. Số 7, mã số 7. Số 7. Ngày 2 tháng 1. Rồi, thông số luôn. 26 hoành thân. Rồi, ok. Cao. Tổng chiều cao 59 bà con ơi. Rồi, ok luôn. Cây này thì cái thân nó cũng hơi lắc như cây chín rồi không bà con. Cây này cây số 7 có giá 1 triệu 200 ngàn. 1 triệu 200 ngàn, mã số 7 mấy anh ơi. Rồi, đổi luôn. 8 lên. Số 8. Mã số 8. Xoay luôn, xoay luôn. Cây này nó cũng có bức xù không bà con? Bức xù. Mã số 8. Mã số 8 nha mấy anh. Thông số luôn, thông số số 8 luôn. 33 hoành thân bà con ơi. Rồi, 33 mấy anh ơi. Chiều cao. Tổng chiều cao là 88 bà con ơi. 88, rồi. Rồi, giá của em luôn. Mã số 8 là 2 triệu 200 ngàn. 2 triệu 2 mấy anh ơi. Rồi, đổi luôn. Chính lên. Số 9.
mở số 9 nha mấy anh. Mở số 9 để nôm nha bà con. Số 9. Bụi đáy gắt nở. Mã số 9. Để nôm mà đều nha bà con. Hoành thân 32 bà con ơi. Rồi, 32 ok. Cao luôn. Tổng chiều cao là 9 tấc bà con ơi. 9 tấc. Rồi. Rồi. Mã số 9 có giá 3 triệu bà con ơi. Số 9 3 triệu mấy anh ơi. Mã số 9 3 triệu. Rồi, đổi luôn. Số 10 lên. Số 10. Mã số 10. Rồi, xoay luôn. Số 10. Rồi, thông số của em số 10 luôn. Hoành đang 28 bà con ơi. Rồi, 28. Cao. Tổng chiều cao là 57. Số 10 có giá 1.300.000 bà con ơi. 1.300 mấy anh ơi. Số 10. Rồi đổi luôn. Rồi 11. Rồi mã số 11 mấy anh ơi. Sai lục lực nha bà con. Mã số 11. Mã số 11. Ngày 2 tháng 1. Nhằm mùng 9 mình nha bà con. Mùng 9. Rồi, thông số của em. Ba mươi hoành thân. Rồi, 30. Chiều cao. Tổng chiều cao 72. Rồi, ok luôn. Cây này có giá 3.500.000 mà coi, mã số 11. Mã số 11, 3.500.000 mấy anh ơi. Miễn phí ship. Rồi, đổi luôn. Rồi, 12 lên. Mã số 12. 12. Số 12 mấy nơi. Những cây để nôm nha bà con. Rồi ok, thông số 12 luôn. Hoành thân 25 bà con ơi. Rồi 25. Chi cành đều nha bà con. Giót ngọn nha. Tổng chiều cao là 81. 81. Rồi 12. 12 có giá 2.300.000. 2.300.000 mấy anh ơi, mã số 12. Rồi đổi luôn, 13 lên. Mã số 13. Mã số 13. Mã số 13 mấy anh ơi. Mã số 13 này nó rất khéo mà bà con. Để rất lực và rất khéo để cây đó ngọn kim tiếp chưa. 13, 13. Rồi thông số của em luôn. Mã số 13 này có dáng siêu hồi đầu không bà con. Hoành thân 26. 26. Tổng chiều cao là 52. Rồi ok. Cây này là vô trụ 6 bà con.
nó có giọng đế đúng theo cái dáng cây luôn nha bà con. Trậu 6 tấn. Cây này có giá 1.500.000 bà con ơi. 1.500.000. Mã số 13. 13. Rồi đổi luôn. Rồi 14 lên. Rồi, mã số 14. Mã số 14 là hoa mai xù không bà con? Mã số 14 anh ơi. Hoa mai xù. Xù khoảng 70% nha bà con. 70%. Đây xù hết. Hả? Xù khoảng 70% nha bà con. Dưới rễ nó cũng xù luôn nha bà con. Cây nó rất già. Rồi xoay luôn. Đế đều hết nha bà con. Đế đều hết. Mã số 14. Mã số 14. Không số luôn. Bốn mươi mốt hoành thân bà con ơi. Rồi 41 ok. Cao. Tổng chiều cao là 55. 55. Tổng diện tích cái bầu là 57 nha bà con. Rồi 57. Chiều ngang, không phải diện tích, quên. Tổng chiều ngang là 57. Cây này tới nữa mình vô cho 7 bà con ơi. Cho 7 tấc. Cây này có giá 6 triệu không bà con? Mã số 14. Mã số 14 có giá 6 triệu. 6 triệu đồng. Rồi đổi luôn. Rồi 15. Mã số 15. 15. 15 là một hoa mai xù bà con. Hoa mai xù luôn anh em ơi. Nó rất đẹp nè, nó chảy những cái ranh nha bà con. Rất đẹp. Đây bà con thấy không, nó chảy nó phù ra, nó rất phù ra mạnh nha bà con. Đế đều bà con, đế nôm đều. Cây này rất đẹp bà con ơi. Mã số 15. Mã số 15. Rồi thông số luôn. Ở đây thì trời dưới nó lớn. 47 hoành thân bà con ơi. Rồi ok. Cao. Tổng chiều cao là 58 nha bà con. Rồi ok luôn. Chậu mấy? Cây này vô chậu 6 bà con ơi. Chậu số 6. Đế nó nôm rất sâu bà con ơi. 6 tấc. Cây này có giá 12 triệu bà con ơi. Mã số 15, 12 triệu mấy anh ơi. Mã số 15, hoa mai xù. 15, 12 có triệu. Có giá 12 triệu. Phí ship miễn phí. Thì hôm nay okay. Cũng giao lưu với các chú các bác và anh chị em. Tổng số có 15 thôi. Rồi. Thì cũng thành thật các chú bác và anh chị em trong thời gian 1 năm qua đó ủng hộ em. Rồi. Thì bước sang năm mới em cũng cảm ơn các chú bác anh chị em. Chúc sức khỏe các chú bác anh chị em dồi dào. Rồi, thay mặt bà con cảm ơn và tạm biệt luôn. Dạ, hẹn gặp lại nha. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.